Chào các bạn. Ôi, không có gì, ta vào video nha. Đây là video về cái la bàn dẫn đường ở cảng Lưu Văn ngày thứ ba. Nó bắt đầu giải luôn đi. 1, 2, vòng 1 và vòng 2. Đổi 2, 3 1, 3. Theo video trước mình làm, cách giải của cái này thì chỉ cần đưa cái hế nào đó, chỉ cần nhấn một cái là hai cái nó vòng rút luôn, tức là kiểm tra số vòng của từng trong cái lực xa, cái lực kiểu như là xoay cái kiểu như cái số vòng, số lần quay của nó để cho đủ một vòng á. Cái này kiểu này như 1/8 nè, cái vòng 1 là 1/8, phải không? Không, 1/6 thôi, 6 lần như một vòng. À, giống như mình để ở đây nè, quay một cái nó vô luôn, đổi giữ nha, không quay nữa nha, và chuyển qua cái vòng 2, 3. Nó quay sao ta? 2, 3, cái này quay hai lần, cái vòng 42 nè, quay hai lần là vô một vòng, vô đây luôn. Còn cái này á, cái này thì nó quay 2/3, tức là phải quay tới 3 lần mới vô một vòng. Thì bây giờ mình sẽ cho một cái vô trước, chờ chuyển từ 1/3 qua đi, cái này sẽ quay qua đây, chỉ 1/3 nha, 1/3 một xoay. Cái này vô, cái này quay một lần nó sẽ vô một vòng đó nè, cái này một lần nửa vòng, lần một vòng luôn, rồi chuyển qua 2/3 quay vô luôn rồi đó. Mình tạo cái thế nào đó, một cái nó vô sẵn rồi, mình tạo được cái thế cho hai cái kia quay một cái vô luôn, thì tất nhiên là mình phải làm trước đó, trước đó mình phải chuẩn bị là chừa một lần quay cuối cùng để vô tâm á, vô cái vị trí chỉ định á, rồi mới chuyển qua cái khác. Giống như nãy mình chừa cái số mấy đó, số 1, số 2, số 3 gì đó, chừa một lần cuối cho nó một nhát cuối là ăn luôn á, rồi mới chuyển qua cái khác quay cho vô cái thế đó thôi. Nên thường lên lần này sẽ đi cho lần xây, yên tâm đi, cái phòng trời lần sau chơi lớn à, tưởng có xù luôn chứ. Kiểm tra số số cặp đôi của nó như nãy thôi, 1/3, 1/2 và 2/3 thì cứ quay mới vô lựa, cứ lựa 2/3 nha, 2/3 kiểm tra chứ đi, 2/3. Cái này là từ đây quay đây, cái này có 2/3 nè, cái này kiểm coi cái này sai, cái này 1/8 à. Quay lại nữa nha, 1/6, 6 lần vô một vòng, 6 lần vô một vòng. Rõ chưa? Giờ mình chừa đi, chừa cái thế này cho nó vô hai cái vô. À, chừa cái này à, cái này à, cái số 2 nha, lấy cái số 2 đi. Bây giờ chừa cái số 2, cái số 2 quay một cái là chắc chắn nó vô luôn rồi đó. Bởi vì mình không quay nữa, mình chừa đi, mình bắt 1/3, đổi 1/3 quay. Cái 3 vô luôn nè, mà cái này nó còn lâu lắm nó mới vô, cứ quay tiếp thôi. Quay nào cho vô cái thế đó. Rồi, cái này vô rồi, cái này một lần vô luôn nè, cái này một lần cũng vô luôn nè, chỉ có 2/3 thôi. Rồi xong, vô thế rồi. Được hai đứa, chả bùa hồi nãy uy tín nhờ, được á, làm ăn lâu dài được á, có ngày 4, ngày 5 cũng được á, ngày 10 cũng được, đây 10 đi 20, mỗi ngày mỗi giải cũng được, khổ quá mà.
kiểm tra 1, 3, 2, 3 như nãy thôi. Giờ cứ chọn 2, 3 chứ đi, quay đại coi cái quay bao nhiêu. Wow, chị vô luôn nhà má. Chúng ta à, cái này đơn giản hơn nữa, cái này cứ hai lần vô một vòng. Cái này hai cái này thôi bỏ nha, để tạm đi, đừng chọn coi như từ đầu hết đi. Hai biết vị trí rồi, bây giờ quay 1-3 như nè. Cái này quay một lần là vô thế vô luôn rồi. Cũng không có, ủa, tất cả đều là nửa vòng hết luôn. À có này khác thôi. À có này khác, muốn chốt giải của nó là này nè. Có chút giải của nó là này nè. Xây thôi, giữ luôn. Cứ 1-3 xây tiếp. Thằng này vô nè. Thằng này chưa đâu. Thằng này quay một cái nữa đâu. Ơ, này 1/3 đúng không? Nãy đây quay qua đây. Vậy là một lần sáu vô rồi. Là chỉ 1-3 qua. 1-3 xong 1-2 nha. Xây. Vô. Mốt chút mà giải thằng là cái này là cái thằng số 1 nè. Vô vô kiểm tra như cũ nha, 1, 3, 2, 3 như cũ thôi. Giờ kiểm tra số số bước đi của nó trên lần quay là sao. Sai à, nữa nha, hai lần một vòng nha. Xây tức là cái hai xây một cái vô luôn, cái ba xây một cái vô luôn, biết vậy thôi. Rồi chuyển qua tới 1-3 đi. 1-3. Ờ cái này dễ rồi. Cái này cứ quay thôi. Vô nè. Cho vô trước nè. Cái này còn một lần nữa vô đây nè. Rồi chuyển nó 1 với lại 2 thôi. Cái 2 cũng còn một lần vô luôn. 1, 2, 2 cái nào còn lần quay thôi. Cái này nếu mà nó làm khó hơn nữa sẽ ra sao ta? Sẽ có thêm một vòng nữa, cho thêm một vòng ngoài, coi như 4 vòng đi. 4 vòng một lần có thể chọn được 3 vòng quay một lúc. Cái đó mới căng à. Chứ còn như cho gì hoài thì cách giải cũng vậy thôi, mà sao cho vô. Gì đấy. Ủa đùa. Bạn nói gì vậy ta? À, tính gặp. Và, ui. Tao tao đi kiếm rồi. Ở đâu ta? Tâm điểm sao? Cái ngày 2 á là vị trí, đây là vị trí lấy cái vé gì đó, cái vé lấy hàng. Vé lấy hàng vị trí đây nè. Còn ngày thứ 3 vị trí là khoảng ở đây. Vị trí nó nằm kế cái gian hàng nè. Ai mà chưa có hành tụ kiểu gì, hành tụ kiểu ăn chơi ăn gian á, chơi dơ á, bỏ bánh gì á, bỏ bánh gì dạng như lấy bánh bao bỏ qua thay ban ăn, lấy bánh bao của mình bỏ qua dỗ của người khác cho ăn. Có hành tụ nè, mọi người có thể lấy cái này được, kiếm thêm cũng được 5 hay 10 hộp bánh sao vậy đó. Bao giờ nhiệm vụ chính không?
Rồi xong. Giờ lấy bộ quần áo xong làm cái gì? Ông gửi gì vậy má? Đưa cho cha nội kia đưa sao? Vậy về thử cái cảo lưu văn xem sao. Da cái này phải xong gửi gì cho có web xanh đi gì nó dễ lắm dấu. Hồi mò hí mẹ luôn. Vừa đi hỏi mà vừa đi mò nữa. Rồi sao? Hết nói chuyện rồi. Gì nữa đây chờ. Sợ những cái web là bắt đi kiếm luôn, ghét như thế. Thời gian biểu để ngày mai lại thử con. Thôi video đây là hết nha. Chào mọi người nha. Để tiện theo dõi video, các bạn có thể đăng ký và theo dõi kênh của mình. Những thắc mắc hay gì đó các bạn có thể cái nói chung là các bạn thắc mắc gì cứ hãy bình luận với video đi. Cái nào phức tạp hay là vấn đề gì khác liên quan với game á, cần phải có hình ảnh hay gì đó hay video để cho mình dễ hiểu á, các bạn để các bạn add Facebook của mình dưới, gửi những đoạn video hay là những cái hình ảnh nào bạn bị kẹt ở đâu đó cho mình. Còn mấy cái video mình làm thì bạn cứ căn cứ theo cái thời gian trên video nha, cắt đó chỗ nào bạn cứ ghi cái thời gian ở da cắt đó ta, mình đọc được đó mình sẽ giải quyết cho các bạn. Thôi chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.